ở 2015 2015 nhớ nế thì nữa 172 vun. à 172 vun. Cái gì Liệt kê như nào? Em nhìn thấy là treo theo chiều hướng giảm. vâng, sau rồi nói là trong vòng mấy năm đấy thì 3 năm thì giảm liên tục giảm. À, theo chiều hướng giảm thì có nghĩa là như nào? Bây giờ là năm 2015 giảm này, sau rồi 2016, 17 giảm dần, vậy đây là nó đang giảm đúng không? Thì chúng ta sẽ dùng kiểu gì? Liệt kê á. Ta nhìn thấy là liên tục giảm trong vòng mấy năm đây, 3 năm à, liên tục giảm. Có cái mẫu nào mà phù hợp cho mấy năm nếu bình tầm 1 2 năm chúng ta, đây là đây là chỉ có ấy thôi đúng không, đây là chỉ 4 năm, 4 năm bình tầm mình sẽ có 3 năm. Thưa quý vị, từ năm này đến năm kia giảm, sau rồi đến năm và năm này nó giảm xuống từng này và năm kia nó giảm từng kia, được liệt kê cũng được. 172 Em cứ làm đi, em cứ làm đi sau thầy sửa.2016 Phải à, phải 2016. Nghe không? 169 À, hai lớn em 196. vun. Thầy tiếp. 2017 127 vì buôn buôn gì? Buôn À, buôn nửa rồi. Tiếp. nhân tông an. Sốc cảm sô han có sư đô, tự dưng nói to thế, vừa lúc đang nói nhỏ nhỏ. Thời tiết thì nữa là lời em vừa nói thẻ. Trong số như hôm qua à, con sô nhân qua hà sốc thuốc thần dây chế hoa à, tề hoa này ông quân à, tề hoa này nề ông ân sang theo bốn nhân. bốn nha rồi. Thì chúng ta Ông thấy là cái học cái gì học cái việc học tập là đang là lớn nhất đúng không, thể hiện từ này sau và tiếp theo, chúng ta liệt kê theo và tiếp theo cái này kia theo thứ tự là được đúng không? Cái nào coffee copy ba ba bảy phẩy tám phần trăm gì nữa, ba bảy ba tám phẩy bảy à, ba bảy phẩy tám phần trăm gì à trang nộp phi. pro khả trang nộp nộp kê nhé, nộp phi đó sau rồi gì nữa thể hiện tá Anh cô à, thật là than là nạt cô nạt nạt là cô gì, nạt sư mio sau rồi gì tiếp. Ừ, tiếp theo tiếp theo chẳng là nghe khi mang có phải từ cư ta à, cư thả mưa đô hoặc là io nhé à, nhiều io thì là gì, hàm lê so à, hi mang nghĩ gì 25,4%. 5,4% rồi tiếp thì nữa
Chú hoàn kia hoàn kia là 15.4% rồi tiếp. Thì xong một chê 4%. 7.4% e thì theo thứ tự e sun mu đô thì hoặc là đô này cứ tùy đơn iota cũng được, tùy đơn iota mâm rồi thì thế là xong biểu đồ đúng không. Ừ. Còn cái phần dưới này phần dưới này thì chúng ta sẽ bình thường là chúng ta sẽ có cái gì, có lý do đúng không, thì trong trong hoặc là chúng ta nó chỉ có là phương pháp thôi đúng không. Thì cái phương pháp mà làm tăng chừng chừng chin si khi ta là làm tăng cái hội thoại, làm tăng cái việc nói chuyện với gia đình lên đúng không. Ừ. Phương pháp mà làm tăng được cái việc nói chuyện với gia đình lệnh như này lên thì là gì? Thể hiện tình cảm một cách cụ thể. Là gì đây? Chúng ta chỉ ghi là gì? Khá sốc này. Khá sốc can thể hoa đơn chừng chín hàng bóp hàng bóp thì chúng ta có thể liệt kê là có bốn phương pháp lớn cũng được đúng không. Có bốn cái chi ít nên t ít nên t xong rồi chúng ta đi liệt kê đúng không, ít nên t rồi đi liệt kê ra là được nhé. Ít nên t sau đi liệt kê ra. Đầu tiên có bốn cái này, phương pháp này có bốn cái. Đầu tiên là gì đấy? Cù chê chót xe cũng được. Chót xe là gì đây? Cù chê kín hàng trong ấy chỗ yon ha ha nên có si bố tiếp. Phải biến, chúng ta phải biến thành kiểu như này nhá. Cái chỗ in nên t kia thay vào thay bằng từ thám qua cả tà đúng không thầy? Có bốn cái như sau, chấm vậy ta phải chấm hết câu nhá. Thám qua cả tà chấm sau đầu bắt đầu mới xuống thoát xe đúng không. Đây chúng ta lêu ra bốn cái là ít nên tê luôn. Thoát xe này, phù chê cho kinh khám cho ngân phiếu hàn có si này tiếp. Đóng cửa vào, mở cửa ra thì ồn, đóng vào thì mặt yếu khổ ghê. Tại hôm nay thầy ở quê. Nika anin thì na ro ma ra ma nên có đâu, cái này là thứ ba, cái này là thứ mấy rồi, thứ hai, thứ tre đúng không. Nika anin na ro ma ra nên có si bố tiếp gì nữa. Đến thì C Aya han chú chế lô chú chế lô chú hán có si mà thề hoa hán có si bố và mà chi mắc cử đô mà chi mắc cử đô hết ép rô tề hoa có si tà là được đúng không. Đó, chúng ta liệt kê như thế là được, như này đã nhiều lắm rồi. Kết bài luôn là như thế là được, để lần này thì nó cũng được như sau, hoặc là chúng như này là được đúng không. Không phải để giải quyết được và để nâng cao được cái này nó cũng như nhau. Cũng được nhá, cái này coi như là kết bài luôn. Ra cái đề này thì ở trong đề topic thực tế nó chưa xuất hiện, chẳng qua là bây giờ chúng ta gặp thì nó cứ làm thôi đúng không, biết đâu nó lại vào nhá. Còn ở trên này xem là đây về kết quả điều tra về cái này thì thời gian này thì năm này là năm này hoặc là năm này. Sau rồi chúng ta có thể là chúng ta có thể này đúng không, chúng ta có thể nhìn này, hai cái này nó tăng nó giảm cũng gọi là giảm nhẹ thôi đúng không. Thế nhưng mà sau từ bắt đầu từ năm này từ sau đó từ năm này đến này thì nó bắt đầu giảm lớn đúng không.
À, nó đến năm à, từ 2016 nó giảm lớn xuống 2017 đúng không? Sau từ 217 đến này nó lại giảm giảm nhẹ một tí hơn này. À. Nếu mà phân tích như thế thì sợ nó lại kiểu dài quá, à, lại dài quá. Nhưng mà nó ý của mục đích của nó lại cũng là như thế. Nó từ năm 2015 từ năm 2015 đến 2016 đúng không? Giảm nhẹ này. Nhưng mà từ 2016 đến 17 giảm lớn xong rồi lại đến giảm nhẹ. À, thôi viết liệt kê kia cho nhanh nhá. Rồi. Để tham một đúng không? Lắp gì thầy mệt mệt lắm. Tiếp theo Diệp, Diệp đâu? Em đây, em đây. Chúng ta sẽ tiếp là về cái gì đây? À, những cái động vật thú cưng của thành phố Inchu đúng không? À, động vật thú cưng của thành phố Inchu này, chúng ta thấy biểu đồ đầu tiên nhé. Biểu đồ đầu tiên là cái gì đấy? Hồ Yu, đây là kiểu như là bảo quản lưu giữ đúng không? À, lưu giữ những cái Cô mang nuôi dưỡng. hoặc là dịch là kiểu nuôi dưỡng cũng được, nghe nó tí hơn đúng không? À, nuôi dưỡng những động vật thú cưng của thành phố Seoul và của thành phố Inchu thì cái tỷ à gì cái tỷ lệ mà nuôi dưỡng nó chỉ có 20 Vật tới này là 4 lên là 4% thôi đúng không? Một tỷ lệ không nuôi dưỡng là gì? À, 79.6% đúng không? Đó. Sau biểu đồ thứ hai là gì đây? À, tỷ lệ sự thay đổi tỷ lệ của cái động từ của cái thú cưng đúng không, của những cái thú cưng của thành phố Inchu thì năm 2000 năm 2004 đúng không, thì chó thì sẽ chiếm gì đây, 95%, mèo 94%, còn nuôi cả chó cả mèo chỉ có 1% thôi đúng không. Thì nhưng nó đến năm 2020 thì nó thay đổi, chó thì đã giảm xuống đúng không, còn cái này gì đấy, chó thì chiếm 73, còn cái này mèo cũng tăng lên một chút là 10 14.2 đúng không? Còn chó và mèo thì nó cũng tăng lên là 10 12.4 đúng không? Đó. Còn tiếp theo ở đây đó là gì? À, nó không có nguyên nhân lý do mà nó có ưu điểm đúng không? Thì ưu điểm của cái này thì nó cũng có ba cái, thì nó cũng có dùng như trên trên cũng được, phương pháp của nó cũng được. Đấy. Cho cái đấy làm kết bài cũng được nhá. Là Diệp thử làm xem nào. Đấy, đi phân à, đi dịch phân tích cái gì nhỉ? Biểu đồ cho rồi thì bây giờ chỉ cần viết thôi. Xem cái bài. Đây. À, chúng ta có đơn vị nghiên cứu à, đơn vị điều tra, chúng ta có cái Inchu-si Yonkuso đúng Ừ. không? À, chúng ta sẽ dùng cái địa điểm trước Inchu-si Yonkuso à. Rồi Inchu-si Yonkuso đúng không? Tí nữa điều tra về cái gì đây? Into Ayo Tengu Ate Chota. Từ ta ăn kiến qua Rồi tiếp. À, về cái tỷ lệ lưu giữ trước đúng không? mình nữa. Em cho cái tỷ lệ Mipoyu là thầy giáo của bạn là cái gì Không nuôi dưỡng một một nhỉ? cái mi, đây là phủ định của cái Mi từ ấy đấy, là không nuôi dưỡng, một cái là nuôi dưỡng, một cái không nuôi dưỡng đúng không? tỷ Cái lệ quả này thì cái gì into mình chỉ cần into c muốn into ta c thì phải nên nên đúng nên đi à, cái việc tỷ lệ nuôi dưỡng này nó chỉ thì nó chỉ chiếm có 20 20,7% thôi đúng không, phần 4% 20.4 20.4% rồi chỉ, chúng ta dùng cái từ chỉ thì nó nghĩa là gì, chà chị ê thì vui qua hôm qua là không quá. không quá đấy, không quá 20%, ý là chỉ có 20% chỉ 20% 20.4% đúng không, vui qua gì hết Hôm qua hết cô cô hết và sumio hết dùng cái này mi bộ du bán leo mi tổng bộ môn mi du bộ nên du à, lân có biết cả cái kia lại không, into c hello du vì tôi you nên nhưng mà còn cái tỷ lệ này thì nó lại chiếm đến tận lân tại
79.6%. À, 79.6% na, cái từ na với là tận đúng không? Ý na ấy là tận. Sau rồi trà chi. Trà chi hết tận. Trà chi có sư đâu. Sudo heta. Nhưng ở đây chúng ta dùng so sánh được không? Chúng ta dùng bảo là cái nuôi dưỡng nó chỉ có thằng này thì nhưng mà cái kia đó, cái kia ở đây đúng nhưng hay hơn cả. Em. À, Hetsuna đúng không? Ừ. Thầy đó dùng Chiman không được à? Chiman cũng được nhưng mà cái này tranh giả hơn nhá. Thầy đã bảo dùng những cái gì tranh giả hơn đúng không? Rồi. Rồi heta tiếp. Ừ. Sau rồi đến cái biểu đồ tiếp theo. Quan sát đúng à, quan sát và in chu chi thầy giáo tụng môn nè à thầy giáo tụng môn ế phiếu chọn hoa đơ hoa đơ sản phẩm bộ miền mong à nếu quan sát về cái tỷ lệ này thì à thì chúng ta 5204 nhon ế nên à và năm này thì làm sao đây chỉ có à chó thì xuất hiện cao nhất khe à chó cao nhất là 900% kể cả 95% à cái xuất hiện cao nhất bằng 95% à 95% trước của đô sau rồi gì khả tháng khả trang nà tha khả trang mắn đi khả trang mắn đi nà tha nà à khả trang mắn đi à sợ mắn đi chúng ta sẽ dùng là mà nên nhé mà nên có từ đô nà tha nà thì xuống nhớ. Và còn lại thì cô giang y cô giang y ca thì là 4%, còn kheo qua cô giang y ca thì tận cũng 1%. Cái này rất là nhỏ, lại dùng cấu trúc thì chỉ đó ngừng thôi, cứ chót tà cũng được không à, cứ chót cô đi à. Vậy là xem nào, vậy cái chỗ này là cô đi, còn ở đây nó là một cái vế lớn thì ta dùng là đấy nhau xem nào, nhưng so sánh 2 năm à, nhưng trải lại 2020 nhon ý nên nhưng mà nó là so sánh 2 năm thì sao lại có trái lại thế đó? Thật sự trong 1 năm thì so sánh trái lại. Đâu, so sánh 2 năm làm sao cứ so sánh là mình có thể là trái lại và nhưng được mà. Sao phải cứ phải 1 năm 2 năm đâu. Đó so lại 2020 đúng không? Nhưng mà đến năm nay à đến năm 2020 thì nó đã thay đổi đúng không? Ta đã nhìn thấy sự thay đổi là chó thì đã giảm xuống chỉ còn này đúng không? À nó vẫn ở chế độ cao nhưng mà nó lại giảm xuống đó. Nhưng mà hoặc là gì hoặc là chó nếu mà so sánh độc về với con chó thì giả sử so sánh là cái chó là chủ ngữ thì mới so sánh bản miên chứ. Ừ thì ý là mình vẫn đang đây vẫn là so sánh là 2 năm thì đối tượng của nó vẫn là chó mèo và chó và mèo đúng không? Đối tượng so sánh vẫn là và cái đấy thôi mà, chỉ là nó đến là những 2 năm thôi mà. Cái việc so sánh này không nhất thiết là phải cùng 1 năm hay là gì đâu, cùng đối tượng là được à, hoặc là khác đối tượng còn so sánh được, cũng chỉ là cùng đối tượng cứ so sánh là được. Hoặc là xem là nếu quan sát thế này thì năm này thì à, cái này nó thể hiện cao nhất này, và mèo chó thì nó chỉ dừng lại ở 4%, thế nhưng mà năm này đúng không à, thì nhỉ? À, mèo à, thì chó thì nó vẫn thì vẫn ở giữ ở vị trí cao nhất là chỉ có 73% thôi. Thì nhưng mà vì chó với mèo đúng không? À mèo này, chó và mèo này thì hai cái này à đâu bằng nhau không bằng nhau đúng không? Hai cái này thì nó lại à thì thể hiện là tăng lên đúng không? Nó thay đổi lên là còn cái này cái kia đúng không? Nói như thế cũng được. Chứ chúng ta có thể là thì à ke ka à, nó vẫn là đang giữ vị trí là à, nó đang vẫn giữ vị trí cao nhất với 73% đúng không? Là 73.4% pro được không? Vẫn bị nó vẫn là gì khá sang à
nhiều nhất, món ăn dùng nhiều nhất, nộp màn nên thì sun vi rơ chả chi ép cô đúng không, là vẫn chiếm vị trí là nhiều nhất. Và nhưng mà chó và mèo, à thì mèo và cô yang ý ca là 14.2%, 12.14.2%. còn kè qua cô yang y ca thì là 12.4%. Rô tìm là tăng lên à? Chúng ta đã tăng lên đến Nó đã trở nên nhiều hơn đúng không? Thì hoa màn na chi ở xứ đô của in tài đã có thể lấy là chó và mèo này, và cái kia nó đã trở thấy trở nên là nhiều hơn là từ ngày từng này. Tiếp còn cả cái gì đây, còn cái ưu điểm của cái này, ưu điểm thì chúng ta cũng có sẽ có này đúng không, còn về phần lo thùng mũi ê thằng thom ê thế hè, về cái ưu điểm của cái chó này thì chúng ta sẽ có như nào? Giúp nó khắc phục khó khăn, với không những quý một mà còn cái hai và xong cái ba, thì hơn nữa thì cái này cũng có ưu điểm lớn. Hoặc là không thì ta ưu điểm nó còn là với lại em nên này, cô yu hà mion đúng không, nếu mà chúng ta nuôi, nếu mà nuôi dưỡng cái này đúng không, thì nó có những ưu điểm rằng là gì, gì này đấy, thì thư thư đế thư hoa về đồ u mới cực bốc hai cái đồ hoa cô này có gì à lê rứ khi cá, cái này nó cho sẵn hết rồi, chúng ta chỉ cần đấy thôi, vì họ mới chứ có là gì nữa, e quan quan tùng đủ đứa in xem nhì rứ đấy thì xuân tà nên thằng thằng cho mỹ hoặc thằng cho tốt thì tà đúng không, thế này được. Nếu nuôi cái này thì nó cũng có những cái ưu điểm như là gì, có những cái ưu điểm là gì đấy, giúp đỡ khắc phục cái này, và nó giảm được cái nguy hiểm là phát sinh cái này, và thì những động vật đấy này thì nó cũng gây ra này đấy, thế là xong đúng không? Đó. Khổ ghê nói chuyện. Đóng cửa và không có mạng mở ra thì ổn. Tiếp theo này. Nào, tiếp theo là ai đây? Yến đi nào, Yến làm cái này cho thầy nào, là về cái gì đây, sử dụng sử dụng internet của Sử tầng dụng lớp già, sử dụng internet của tầng lớp già này. Đầu tiên ta thấy là đây cái nơi ấy là gì đây, bộ thông tin, bộ Bộ thông tin truyền thông, kỹ thuật khoa học, bộ tin kỹ thuật khoa học khoa học. Tiếp biểu đồ đầu tiên là tỷ lệ sử dụng cái internet của theo độ tuổi đúng không? theo độ tuổi. Tiếp theo là nó năm 2020 đúng không, thì đây là năm, nó chỉ năm này thôi, thì nó chia ra là gì, 50% te, 60% te và 70% te đúng không, thì nó có xu hướng là cái này là cao nhất đúng không, 50 te cao nhất, 60 te thì lại giảm xuống, 70 te giảm xuống này. Tiếp còn từ biểu đồ thứ hai là gì đây, kỳ kỳ là gì, Thì kia là phương tiện, là cái máy. những cái máy đúng không, những cái máy mà tiếp xúc với những cái máy mà tiếp xúc thì với internet của những cái máy của ai đây, của tầng lớp già đúng không, thì chúng ta thấy có cái máy gì là nhiều nhất đây, thấy smartphone và cái tablet đúng không, Và tablet, tablet là tablet cái máy tính bảng ấy nhá, cái máy tính bảng đúng không, cái máy tính bảng và cái smartphone thì đang là nhiều nhất là gì, 27% đúng không,
Sau tiếp theo đó là gì? Smart từ TV đúng không? Sau và tiếp theo là computer. Cái khi tha thì bỏ qua, khi tha là cái gì cái khác thì bỏ qua đúng không? Đấy, chúng ta có thể là nói cái này nhiều nhất, sau đó thì cái này đúng không? Là tiếp theo nó là được đúng không? À, và lý do mà không sử dụng internet của lứa tuổi 70. À, lứa tuổi 70 ta nhìn thấy đang ít nhất đúng không? Và nó đưa ra một lý do thì chúng ta cũng phải nói lý do và không sử dụng cái này là vì không biết gì đấy, không biết phương pháp sử dụng này. Thứ hai nữa là gì? Chi phí sử dụng internet nó thì đang bị gì? Phù tam sư đo vừa so là đang bị gánh nặng đúng không? Bị Đang áp bị áp lực gánh nặng. Còn tiếp theo là không có cái máy để sử dụng đúng không? Đấy là lý không do tại có sao mà người ta không phương sử dụng tiện để cái sử dụng. internet. Đấy, ngẫm đi cái như để thầy đi lấy sang nước. Hả? Sao em lười quá. Con này biết mới chưa bao giờ để biết. Không có thời gian ấy. Ủa, công ty tao lại thêm F0 rồi. Vừa tiết xong chịu vía Công ty tao rụng như lá mùa thu. đấy là nhiều, công ty tao đâu cũng được có hơn bốn. Nào Yến, Yến tự ấy nào, nào đọc lên Qua hắc kỳ ở qua hắc kỳ xuân chồng bô thông xin bù ấy so. nào xem nào. Thấy, đợi tí có. Qua hát này kỳ xuân thắng bố không xin vui đó rồi tiếp gì nữa Đồ niên chung internet ý ông lệ tẻ he son môn chô sa han kiến qua ý ông thì ê tẻ ý lệ tẻ nhân hoàng ê tẻ chỗ khác. han kiến qua. Rồi tiếp thì nữa. À, cho cái năm 2020 kia vào đằng sau từ ESO đúng không thầy? Được Bởi vì có mỗi một năm. 20 nhon can đúng không? À sau là gì nữa? Can này sau đấy giờ long. Giòn nhông biên internet ý ông dùl. Thế thì dùng noodle đúng không? Có làm Ồ gì? Để có làm này. ship te kìa ngu ta. Ồ ship te À, cả. thẻ ca tôi không kiểu ngu nhá, thẻ ca xong rồi 98 chấm 98,7%. à. Khá chăng ngục cái na thân là cô Khả kháng nộp kế là cô dục ship te ca tám tám phần trăm phẩy bảy mươi te ca 39% grow à, phần trăm y sun neuron là thằng ta neuron là thằng ta Biểu đồ thứ hai. nô niên chung internet chọc xúc kỳ kỳ nên Thì ghi đấy. Ai kỳ lên ăn theo bố mẹ thì sao đây?
Smartphone qua. Smartphone qua. Qua. Tablet. Gì? Sơn là gì? Tổng yên hạ kê. 27 euro. Đuôi là gì đây? Đây thể hiện cao nhất của Euro thì khả trang. Khả trang. Khả trang lục kê. Nhưng bên trên có lục kê rồi thì phải. Bên trên mình dùng từ lục kê rồi. Đây là biểu đồ của trên, đây là biểu đồ dưới đúng không? Đang là nhiều à, thì cái nhiều nhất cũng được. À, màn. Màn thà cũng được, màn gì đây? Khả trang màn nên có sơ đồ bố yên tả. Vẫn còn tiếp mà. Cứ không ngừng không cứ tam rồi tá âm euro à tá âm euro smart tv 24% tv à không 24% phải computer 13% Rô cứ tuy rừng gió ta. Gì nữa? 70 internet sơn ý dùng hạ chỉ án nâng ý yu ế thẻ hè sơ. Ế thẻ hè sơ nâng. Sai ông băm băng bóp bưng mồ rư kì tèm mồ nhì tà. Internet ý ông dục mì. Bù tam sư rõ tu. Internet sơn ý dùng hạ chỉ ảnh nên ý yu ca cái gì mà nó trở thành lý do ấy. Yêu ca tuyên tả đúng không thầy? Không biết đi sao trợ thầy sửa. Yêu ông ha khi khi cao. Thầy để cho mọi người tự tư duy xong rồi thầy sẽ sửa. Thầy không có đụng tay vào nữa. Tại thầy hướng dẫn hết trong một file. Xem mọi người biểu hiện ra như thế nào. Xong rồi thầy sẽ sửa. Là yong thì hai kì kì ga gì đây? Ốp. Nào. Ốp luôn có gì? Ốp luôn có tô. Có tô. Ừ. Chính xếp tế internet sơn ý dùng hạ chỉ án nâng ý yêu cao tuyến ta. Em chỉ biết cười. Ý dùng hạ chỉ án nâng thì ý yêu. Ý yêu. Yêu ê, dòng hàng chú tả, chú bắt tả. Yêu ê, dòng. Dòng hàng. Chú bắt tả. Kết bài. Kết bài. Y su
À đâu. Cái bài là như thế nào? Cái gì mà thật em một tí, một phút. Với lý do như thế này thì sao? Iran, EU, EUK, Euro à. Euro. À, với lý do như này làm sao? Nhóm nhân viên internet ý dùng có sự khác nhau theo độ tuổi thầy như thế nào? Cái này dùng cái triển vọng đi. Với lý do như thế này thì trong tương lai cái gì, cái người già đúng không, trong tương lai thì cái gì, tỷ lệ sử dụng được già à, gì tỷ lệ sử dụng internet của lứa tuổi 70 cũng sẽ giảm. Tại vì đây là lý do cái việc là không sử dụng của tuổi 70 đúng không? Còn với lý do như này thì đây giờ với lý do này thì trong tương lai chắc chắn cũng sẽ gì liên tục giảm đúng không? Thì nói như nào? Cười Apuroto Chinsipe Internet Yung Liên tục giảm chỉ số tổng Yul euro chỉ số Tokuro Cô Camso chọn mang Han chọn dễ trong à dễ dễ sang à, chọn mang y tá là được thì sang y tá là được. Đây nhá, thầy đi sửa này. Theo kết quả này, ok này. Tỷ lệ sử dụng này là đang nhiều nhất đây này. Và tỷ lệ này thế này theo thứ tự. Ở đây lại là than là tà ở tránh đấy ra nhá. Tránh dùng nhiều cái này nó biến thành gì? Trồ sa tuyết tà cũng được. Điều tra thấy thứ tự rằng là thế này kia đúng không? Hoặc là nhé, chúng ta là theo tỷ lệ thì cái 50 đang nhiều nhất là sau đó đúng không, chúng ta có thể này nhé, OHCO này, Ior sau đó đúng không, tiếp theo là 60%, tiếp theo là cái này là gì, rô thì dân y Oco và cái 70 te là đang gì, là cái thấp nhất đúng không, tại vì nó đang đang nhấn mạnh vào cái 70 te đấy. Đấy thì cả tháng là chân có từ đó là không? Đó thì 70 đang thấy thấp nhất đúng không? Thế là được. Sau đó tiếp theo này, quan sát vào cái máy sử dụng thì hai cái này à, cái chỗ này nhìn thấy rằng là đang nhiều nhất với như này một cách gọi là đồng nhau thì nó sẽ dùng là tùng in han nữa thầy nhé. Có nghĩa là cái tùng in nó đang đang bổ nghĩa cho cái thứ 27 với và tất cả đây được nhé, mô tu đúng không, có nghĩa là smartphone và cái tablet này đúng không, thì nó nhìn thấy là gì, nhìn thấy nhiều nhiều nhất là 275 thì tất cả đều giống nhau đúng không. Và tiếp theo này, sau đó thì là smart tv này, hai này, cái này theo thứ tự ok này. Lý do về cái này, lý do này mình hơi bị lặt nhặt nhé. Bình thường cái lý do nó ba lý do như này thì lý do thứ nhất, lý do thứ hai em gộp lại thành một, sau bắt đầu đến còn lý do cuối thì em hơn nữa là được đúng không. Thì em ví dụ nhé, đây về lý do này thì chúng ta sẽ dịch là gì,
À cái, vì không biết phương pháp sử dụng này, em chỉ cần là Moduco này, đấy, không cần gì phải xé nhỏ ra cho nó nhìn lại cơ. Và cái chi phí nó gánh nặng với chi phí này đúng không? Thì lý do này lý do là vì cái này đúng không? Vì của đây đâu của so đúng không? Cho nên là tỷ lệ cho nên là việc tỷ lệ này nó cũng gì ấy à? Cho nên là cái 70T đúng không? 70T không ở 70TK intonation ion hai tí án đơn giản đúng không? Đó. Vì điều đấy cho nên là cái người mà 70 tuổi có người già 70 đi no in đúng. Nó có thể là viết như này nhé, viết là cho thành một câu nó hay là được, đừng có lắt nhắt quá thì nó lại không hay. Cho nên là người già của cái lứa tuổi 70 này này đúng không? Người già của cái bọn lứa tuổi 70 này thì là nó không sử dụng đúng không? Sau tiếp này hơn nữa đúng không? À, tiếp này hơn nữa đúng không? Tổ han hơn nữa. Cái việc nó cái việc mà không có cái này nó cũng gây gây ảnh hưởng lớn đến cái việc là phải đây là ảnh hưởng lớn đến cái việc là tỷ t no in chưng e internet đúng không? Không nên cái việc mà không có cái này và hơn nữa này cái việc mà không có cái máy máy để sử dụng này nó cũng gây ảnh hưởng lớn đến cái việc là tỷ lệ nó cũng gây ảnh hưởng đến việc thay đổi đi phần hoa đúng không, đến cái việc thay đổi đúng không tỷ lệ sử dụng internet của cái người tầng ở người già này đó thông qua cái này thế này thế là được nha. Còn nếu viết lẻ nhẹ lắt tắt lắt nhắt như kia nói chung là nó không sai ngữ pháp thì nó vẫn được, tuy nhiên điểm thầy nghĩ nó không được điểm cao đâu nhé. Hay hơi bị mệt, khả năng chị cũng mệt. Tiếp theo, Nga Mô Vâng. Phi. Nào cái ấy tiếp theo này là gì đây? Người ta đang muốn về cái gì đây? Tình hình đúng không? Tình hình của cái gì? Của gia đình một một người. Thì đầu tiên là cái nơi điều tra chính là cái sở thống kê này. Bản đồ đầu tiên là về gì đây, tỷ lệ của cái gia đình một người này đúng không, tỷ lệ của gia đình một người này lệ của gia đình một người làm sao đây, đầu tiên là có 3 năm đúng không, năm 2010 10 thì là 80 800 nghìn đúng không, 800 nghìn người sau nhưng mà đến năm 2020 thì nó tăng gì, tăng nhanh lên đúng không, là 400 tăng rất là lớn luôn, tăng rất là gấp gáp đấy đúng không, 4.500.000 người đúng không? Sau bắt đầu là đến 2030. Chúng ta đến cái năm 2030 này nó mang tính là dự tính nhá, sẽ dự tính là ấy nhá, mang tính kết luận luôn cho mình đấy đúng không? Thì mình sẽ viết một lèo luôn là đến năm này thì nhưng mà cho nên là dự tính đúng không? Dự tính năm này nó bắt đầu còn tăng lên từng kia nữa đúng không? Đó. Hoặc là dự tính là nó sẽ đạt đến mức này đúng không? Còn nguyên nhân này, nguyên nhân thay đổi đây thì cũng có ba nguyên nhân đấy, nó tự ấy nhá. Nguyên nhân đầu tiên là gì đấy? Phù tam cam là gì? Nó đang có một cái gánh nặng và cảm giác gánh nặng về cái gì? Về cái Chi phí kết hôn. kết hôn đúng Chi không? Còn tiếp theo là vì tỷ lệ đây tăng cái gì? Sốc tô là gì? tốc độ cao liên hoàn. Cái tốc độ cao liên hóa và thứ ba nữa là gì đấy? Phổ phiên hoa là phổ biến hóa cái gì? Ly hôn. Cái việc ly hôn đúng không? Phổ biến hóa việc ly hôn. Tiếp theo và vấn đề về vấn đề đây thì chúng ta cũng có thì đấy vấn đề là đầu tiên là gì, tăng cái gì, cô cô tốc xa là gì, Chắc sao không biết. tăng cái gì đấy, tăng cái lỗi cô đơn đúng không, cô Cô đơn độc, cô cô độc, độc cô độc. cô độc cô đơn. Còn tiếp bù che đây là gì, thiếu vắng đúng không, thiếu gì đấy, thiếu cái số thông là cái gì,
cái sự giao tiếp, thiếu cái sự giao tiếp với xã hội. Đấy. Cho nên là bây giờ tôi sẽ viết này. Thông kê cho ngày sau. Thông kê cho ngày sau. Thông kê cho ngày sau. Sao nữa? Thiên hoang hóa khuê. Thiên hoang. Ê thế. Ê thế he. Ê thế he. Ê thế he. Châu San kiến qua gì nữa Châu San kiến qua yên yên vào khu yên yên yun yun hai không hai không một không nhân e tám mươi năm miêu mới mang nhau gì nữa 2020 Enion 10 nha này Enion 450 mang nhau phải hay sao phải gì đấy mẹ 80 man mẹ phải hay là euro hay gì euro euro quá rồi gì nữa 2020 nhiên nè 450 man miêng. Miêng gì nữa? Chip miêng không an. Chỗ này dùng cái gì? Nếu mà phải hay là dùng kiểu từ gì nữa, cứ chẳng nghe cứ thế luôn à? Dùng cái gì không? 450 man meo thì dùng cái gì nữa? Cách ra luôn, cách ra sau rồi đến 230 luôn hay như nào? Euro. Hả? Euro. Khi nào ship mail còn ship nhau không an gì khi nào ship nhau không an khi nào ship nhau không an kế sốc chúng ta không có sự lo nata chấm thế thì nữa pro to 2030 nha nè năm trăm man miêu gì nữa đạt đến là gì vậy ê tổ ta a tả thì tổ tan gì tổ tan hết cả thì lỗ nguyên nhân tiền hoay phải y ro han tiền hoay
có những cái mẫu này mọi người phải thuộc, phải nhớ nhớ nhé, mẫu phải nhớ nhé, sau thì phải về phải nghiền ngẫm lại, vừa đọc biểu đồ vừa nghiền ngẫm xem những cái mẫu này nó sẽ áp dụng được vào đâu đâu, phải đọc như thế thì mình mới nhớ được lâu nhé, không không chịu chép, không chịu nghiền ngẫm lại không nhớ được đâu. Tiếp. Oni Thon. hiểu luôn em uzon chân chân hôn yêu han Cam phù tham ca cô phù tham cam ca cô cam cam cả cô á, hà cô này á, càng càng cô phù tam cam cả cô này cô à, riêng hơn cả cô là cái gì? càng Phù tam cam cả cô là cái gì? Định nói cái một nói cái một cái hai hai và cái hai bố tam cam mì cô à? bù bù tâm cam nó là một cái danh từ đúng không? Chúng ta phải, nếu mà muốn lấy, Y hê chúng ta phải tìm được một cái động từ gì đi kèm nó đúng với cái từ phù tam cam này này đúng không? Ý của em là đang có đúng không? Có một cái cảm, có một cái cảm giác gánh nặng về tiền kết hôn đúng không? tam cam mì cô America cô à, chị cô mang cả chi tà là mang một cái cảm giác gánh nặng về tiền phí kết hôn đúng không? Tiếp. cô yêu hoa chúng ta chúng ta Chúng ta gì? chúng ta hết à Hết tô han ý hôn em phố thiên hoa bộ bên hoa gì? tự tử để em nghĩ đấy. Dân bị mệt mỏi. Nào, cái gì ở đây? Biên hoa Đèn hoa lên. Yêu nay biển hoa lên, bố biển hoa lên. chân cây Thường cái cuốn cuốn đi đi rất xuất sắc trở thành nguyên nhân tăng của cái gì? Trở thành nguyên nhân tăng của cái gì? đi nó cua đi đi À. nó cua Rồi. Trở thành nguyên nhân của việc tăng cái tài lực khắc của mình đúng không? Sao rồi à, thôi đây tiếp vấn đề. Ừ. Muốn chơi xong lên Ừ, hồi thế. Cảm ơn.
Cái này là phương pháp giải quyết vấn đề. Không nên là vấn đề không phải giải quyết. Vấn đề là sao? Vấn đề đây là nó sẽ bị tăng cái sự cô đơn lên và thiếu đi giao tiếp xã hội. Tại vì là gì? Tại vì là cái đa khẩu một một người tăng lên đúng không? Thì bây giờ trong một tình huống như thế thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề đúng không? Thì như là tăng cái này và thiếu cái kia đúng không? Iran à đâu biến hoa uốn in muốn che cho mưng Và làm rất à. nói câu là gì à, trong tình huống như này nó cũng sẽ phát sinh ra rất nhiều vấn đề như là thế này là được mong thì Iran Iran thang hoang ế đang họ mang đúng không? e sao Thì nó xuất hiện vấn đề như là gì cổ tốc xa ê trừng ga này vậy này sau rồi thì xa huê sọc này xô thông nghe phù tre này ư này đấy giờ đó mình chê cá phải ăn sen tớ ta em à han ta suy tả đi nó có thể nói như thế nhé trong tình huống này có thể phát sinh rất nhiều vấn đề như là à đấy tăng cái sự cô đơn và thiếu đi cái sự giao tiếp trong xã hội đúng không đấy thầy thầy đến giữa thôi này ở đây xem tư duy của các bạn này nhé. Theo kết quả điều tra này, ok, tỷ lệ này, đúng không? Cái này nhá, viết như này là không ổn được nhá. Ví dụ 80 man euro, sau rồi cái gì euro nữa. À, cái này thì chúng ta có một cái gì nhỉ? Mẫu ấy, nó có một cái mẫu là gì? dùng ton đúng không thầy, dùng Ê ton so, à, ton được, ton được nhá, hoặc là ê so, đúng không? Hoặc là ê so. À, có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? À, hai, nó có nghĩa là từ năm 2010 đến năm 2020, đúng không? Thì nó sẽ tăng gấp gáp từ 80 cho đến 4 từ 80 450. đến 450 đúng không? Thì đây chúng ta thì từ 40 này chúng ta dùng từ 80 là e to nhé. Thường số e để chúng ta không cần này. Đấy, từ nhá, từ 80 man năm 2012 đấy nó đã tăng gấp gáp lên đến năm này thì chúng ta cũng lại năm 2020 này thì nó lên đến này dùng euro đấy, e so euro và trong 10 năm mà trong 10 năm thì nó đã tăng 10 năm qua nó đã tăng một cách gọi là cực kỳ khi đấy nhá, không dùng từ này một là thế bốc hành nhưng mà đây là cực kỳ khi đấy, rất là gấp đúng không? Thể hiện là như thế. Và đúng không? Nhất đây chúng ta sẽ từ ư nho đi đúng không? Và apuroto nhớ chúng ta không dùng apuroto khi mà nó chúng ta có một mốc thời gian gọi là gì? Chính xác như này chúng ta sẽ không cần nhé. Trong trường hợp ta không có mốc thời gian chúng ta mới cho apuroto. Trong trường hợp này nó có một cái mốc thời gian là gì 2020 2030 đúng không và đúng không thể hiện là tăng gấp gáp trong 10 năm qua và đúng không thì phải là gì cứ ihu từ sau đó từ sau đó đến năm 2000 này thì nó dự định khả thi đúng không đấy năm này thì nó bắt đầu nó gì dự đoán dự tính đúng không là sẽ đạt đến mức này gì hai có sơ đồ kế Để sang bên ta. tả đấy nó dự tính là như thế đúng không đó sau đầu là với nguyên nhân như thế này thì chúng ta sẽ có với nguyên nhân thì chúng ta sẽ có là cái gì có gánh nặng về cái này và cũng có cái kia. Cái này thì nó dùng xem nào là vì nhá nó dùng là haki có demu nin có từ đó cái này nó học rất là nhiều từ đó là tả tớ vẫn nhớ thì có cái này không đấy với nguyên nhân này thì chúng ta thấy nó xuất hiện là gì vì cái này và vì cái kia đúng không hơn nữa đúng không hơn nữa thì cái việc này nó cũng đã trở thành nguyên nhân à hơn nữa việc gì đấy phổ biến việc bố này nó cũng là trở thành cái nguyên nhân của việc tăng cái này cũng được đúng không đó không rồi đấy thế này nó cũng xảy ra một vài vấn đề như này ok như thế là được nhá tương đối
Tiếp theo. Bạn Hồng nè, bạn Hồng tiếp nè. Đây chúng ta thấy cái này làm chưa nhỉ? Chưa đúng không? Là bạn Hồng đâu? Chúng ta nhìn thấy là gì đây? Đang nói về thì doanh nghiệp thì liên quan đến việc xem hoa là gì? Xem hoa đây là sinh hoạt đúng không? Bạn Hồng đâu? À, liên quan đến những cái doanh nghiệp liên quan đến sinh hoạt đấy đi điều tra về điều đấy đúng không? Tại cái nơi nghiên cứu quản lý về công nghiệp thì đầu tiên mình có một cái biểu đồ là về cái gì đây? Cái Cái điều gì? doanh nghiệp nó liên quan đến sinh hoạt. Sự thay đổi về cái số móc cái số doanh nghiệp liên quan đến sinh hoạt. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ có một cái gì doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe thì thấy làm sao có xu hướng là tăng đúng không? Còn cái gì còn cái doanh nghiệp về cái gì đấy liên quan đến kết hôn thì nó lại giảm đúng không? Nó giảm nhẹ này. Sau đến cái biểu tiếp theo là gì? Dê đây là gì? Ví dụ đúng không? Ví dụ về những cái gì kiểu như ví dụ điển hình về những cái doanh nghiệp liên quan như là gì trong trường hợp về liên quan đến doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe thì nó có những cái này đúng không? Còn doanh nghiệp mà liên quan đến kết hôn thì nó có cái này đúng không? Và cuối cùng là bối cảnh của xã hội. À, bối cảnh của xã hội là như nào? À, trong cái bối cảnh của xã hội hiện tại là đang gì đấy? À, làm tăng cái tỷ lệ là người già đúng không? Còn thứ hai nữa là gì? À, tăng dân số độc thân. Trong bối cảnh như này thì nó làm tăng hai cái này. Mấy cái đề này nó hơi bị mới mẻ thôi của chúng ta đúng không? À, tại vì ở trong đề thực tế nó cũng chưa xuất hiện. Thôi cứ cố làm nhé, cố làm biết đâu lại lại dính bạn nhá, cứ làm đi. Nào, Hồng tự xem. Phân tích biểu đồ mở bài phân tích biểu đồ đầu nào. Sân nước quan đi cùng cô cho để sau Nó quản lý ở cô Yonkuso Eso thì đây đấy xem xem hoa hoa quan học chế thế chưa sao hai thì thấy em sao đây kết quả điều tra về những doanh nghiệp liên quan đến sinh hoạt tại cái này thì thấy em sao xem hoa à thấy còn gang này Leon Sunen thì làm sao đây thì thấy cái số mà doanh nghiệp của liên quan đến sức khỏe thì làm sao còn cao còn như chê ca đi cho anh xếp ổn lên đúng rồi 2015 nhon đi 2500 ke ke nhọt không phải dùng toán. Diệp Tông thì dùng ý là sao? Dùng ton thì phải cho đến trước. Nếu em dùng ton thì em phải dùng cho đến trước, đúng không? Ton này phải cho đến trước cái này. À. Không Ton. sao cái Hả? sức khỏe liên quan đấy doanh nghiệp liên quan sức khỏe thì Ừ. Thì doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe nó năm 2015 thì nó đã là 2.500 cái đúng không? Thì bây giờ nó gì? Nó tăng lên là 4. 2020 Đến năm lên đây 2020 nó đã tăng lên 4.000 à, tăng lớn hay tăng nhẹ gì đấy thì tự nói đó. Chúng 2020 lên chúng đây ta có 2 năm chúng ta dùng cái ton rất là hợp lý đúng không? Ờ. không thế thế là cái chỗ mà còn căng quan nhon ốc chi này thì là phải là xem hoa chưa Không. em hiểu không? Bây giờ là cái ở cái đầu đề là số doanh nghiệp liên quan đến sinh hoạt. Trong cái sinh hoạt này thì nó gồm sức khỏe và kết hôn đúng không? Đấy thì bây giờ trong cái này chúng ta phải nói tách riêng ra mà nó cho hai cái rất là riêng là gì? À, sức khỏe tăng còn cái kết hôn giảm đấy hai cái này nó thuộc trong xe hoan nhé chứ không phải là xe hoan riêng con gan riêng và kết hôn riêng nhé chúng ta phải hiểu như thế đúng không? Nếu mà em hiểu như em đang hiểu đó sai vậy hả sao? thì em mới dùng cái xem hoan quan nhân ông chia su nhân sau đấy em mới dùng là còn căng quan nhân ở chia ca hay thế À, muốn thì dùng là ca chia là sức khỏe với cả kết hôn là hai cái làm trong cái xem hoan này thôi. thế cũng được nào đây xem hoan này balloon này hợp thế
Suning. Em định viết như này đúng không? Đúng Sau rồi cái này bắt đầu rồi. mấy bắt đầu mấy cái Đúng. Cọc chi trong cái ca này đúng không? ca. Tiếp phần nữa. Vâng. Sau đó là năm 2020. 2020 nhớ. Okay. 4.000 euro. 4.000 cái tổ tan hết. Chúng ta đâu đây là thằng nhanh thằng Tăng lớn tăng gì? Tăng gần gấp đôi luôn. thế phúc Thế 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 phúc. phúc chúng ta nghèo. Hai không mười năm 1900 ke tập tôn rô rôn quán nhân ở chi ca hai không hai mươi năm nay. Một 300 euro. số Số phận này. số phận còn số thang có sư đô là thang. Nhân ở chế đi. Ghế lên sát vào bờ biển. Sáng vô vô viên. À, còn cao còn nhau. Nâng đó, ân nâng. Nhân đi. Nào, còn căng phải lên thì Y y làm sao biết như nào nữa. cái sao này chưa biết nghĩa Chúng ta đây thầy nếu mà quan sát về những cái ví dụ này đúng không thì khoai lang đây ta vẫn cho phải khoai lang ọc chê vào đây nhé. Thì doanh nghiệp liên quan sức khỏe thì chúng ta sẽ có gì chúng ta sẽ có là thì hel sinh sư ra sang này vậy này người đô dùng phun này phun chom này tưng này phải một cái này sau rồi chúng ta đến gì đây đến cái đô chờ đôn nhé. Khởi đầu học sinh nhân khởi nên thì có về nhà xích trang này chờ đôn cho sang sức tam tô tân ngữ thì thử suy tài đấy chúng ta có cái đuôi câu này đúng không nếu quan sát về ví dụ những cái doanh nghiệp liên quan thì doanh nghiệp liên quan đến sức khỏe thì nó có cái này kia vân vân và doanh nghiệp kia thì có cái kia vân vân đấy, làm được nhá. Tiếp theo về bối cảnh xã hội đúng không? Trong bối cảnh xã hội thì chúng ta sẽ có là gì? Cái đầu tiên này, chúng ta thấy cái đầu tiên là tăng cái tỷ lệ người già, tăng tỷ lệ người già cho lên là cái gì? Tăng tỷ lệ người già cho lên là cái doanh nghiệp gì đấy? Để cái doanh nghiệp liên quan sức khỏe nó mới tăng đúng không? Và cái nguyên nhân thứ hai là gì? Tăng cái gì? Gia khẩu độc Độc thân cho lên là cái gì? Những cái doanh nghiệp kết hôn với mới giảm đúng không? Người ta độc thân thì người ta có kết hôn đâu mà nó chẳng giảm đúng không? Đấy, thì mình có thể nói như thế nhá. Trong xã hội ở trong à thì từ cái bối cảnh xã hội như thế này đúng không? Iran, Sa Huê, chuẩn Chọc này, Thế thế Kiong, Thế Tho đúng không? rồi Trong cái bối chuẩn cảnh xã hội như thế này thì là gì? nội Do là cái nồi in Piyul
sinh cái sau đấy là đi sang xứng hè thó à, cho nên là cái thì còn cáng sang phải đi dọn học thế cá à làm mấy gì và liên tục tăng đúng không, thì liên tốc à công thức từng cá hàm thì nhau đó nhờ và đúng không, và tục xin xin cu chính cá là xin ta hè đó được không? Hoặc là in gu thì chừng ca rô in he đúng không, đúng in he cho nó tính tính cả đi, cho nên là gì chờ đốn hoài lớn học chê chính cá với thầm thầm gì trong à, còn dư dần dần giảm đi đúng không. Đấy. Chủ đo đi chủ đo tin chủ đo tin à, cho nên ta mình thấy lần dần nó bị giảm đi đúng không? Theo người trên là ở đây chúng ta dùng từ từ tô tìm theo từ danh cả nhé à đấy không kết bài không nhỉ, trong bối cảnh như này này à, không không cần kết bài cái này cưới rồi đúng không, xem nhé, xem lại kết quả này này, doanh số ở sau này làm sao đây à. Cái này đây cũng mới sử dụng là hai cô à, hai sinh nho nhé, tại vì nó đã quá khứ nhé, nó điều tra đã quá khứ đã xảy ra rồi đúng không à, và cái này nó là theo gốc này của Jonathan học trên đấy. Rồi ok à. Rồi chạy đâu hết, cứ ôm học viết là bắt đầu làm này. Nào, lốt bài nữa đi. Bài này xem nào. À, Diệp, Diệp làm bài này xem nào. Thì đây, tình hình của gia khẩu một người, lại tình hình của gia khẩu một người, đúng không? Chúng ta thấy là gì đây? À, các năm nó đang tăng rất là đều, đúng không? Tăng rất là đều. Kuchuni, đúng không? Tăng rất là đều. À, về đây là về cái gì đây? Gia khẩu một người tăng rất là đều, đúng không? Từ à đây cái này thì lại mang tính là gì đây, mọi người nhìn thấy này, năm 2020 chắc là cái đề nó làm là năm là 2020 cho đến năm 2025, 2030, 2035, 2040 và 2045, vậy ta thấy là xu thế là gì, Tăng nhưng mà đây không phải là quá khứ mà là là cái à mà tương là tương lai đúng không, chúng ta mang tính dự đoán lai. tương lai đó. Sau bắt đầu à nguyên nhân của việc tăng dân số thế này là à cũng lại này đưa ra ba cái kia đúng không. Đấy sau tiếp thì kia hỗ trợ trì quân là hỗ trợ của cho gia đình một người là gì, mở rộng những cái gì xen à trì quân Trung xen to là trung tâm hỗ trợ dành cho một người, thứ hai là gì mở rộng thêm các dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần đúng không, số 3 là quản lý một cách mìn chắc là một cái chặt chẽ chắc khu vực à, quản lý mấy trẻ thì này những cái khu vực à, cư trú người con của gái những cái khu vực mà những gia khẩu một người nữ mà đang cư trú đúng không. Nào cái câu này chúng ta làm như thế nào à, mở bài cho thầy Diệp. in cá à quên in cá cu hiên hoang ê Để ê thử Chùa sai kiến qua vậy rồi tiếp hai không hai mươi nhiều à, nếu mà điều tra về tình hình này thì ta thấy là một thì phải vẫn là kaku chứ à, kaku sunen số đúng không, số gia khẩu số gia khẩu một mình này thì chúng ta sẽ thấy là gì à, vậy chúng ta sẽ phải dịch hai vì 2020 nó đã rồi đúng không, chúng ta dùng ton đây đi nhá, dùng ton đây được. 2020 nhân e đã là bao B nhiêu đây, 670 man 607 607 à, và 607 607 man à, khảo nhân cu à, ton đúng không, cái số ở cái gia khẩu mà nó đã từng này này thì chúng ta sẽ dự tính là gì, nó sẽ liên tục tăng đúng không, dự à, năm này thì chúng ta sẽ là thấy là gì liên tục tăng, dự tính liên tục tăng đúng không,
dự tính liên tục tăng trong mấy năm đấy, đến năm 2045. Hai năm 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 À, số này nó ý là này cố lên thì chúng cao ta dự dự tính là 2025 Nhân Phú Thọ nha. đúng không? Đến năm 2045 Nhân Hà Bài Chi. chi Thế trong bao nhiêu năm đấy? 20 năm. 25 20 chứ. À. 25 45 đến Thầy 20 là 25 thì ạ. nhưng mà thầy viết là 25, năm 25, năm 45. Từ 25 đến năm 45 đúng không? À, là 20 nhân trong Nhân 45 sai ở giữa đúng không? Thì giữa. là sai giữa 20 năm, từ năm này đến năm này thì nó dự tính là sẽ đạt đến bao nhiêu? 810 man cả khu. Xem nào, không nhìn ra thế này cái xem nào. Nhá, cái dụ khắc khẩu một người nó đã là ngày hôm nay và dự tính là nó thì tự tính là nó sẽ liên tục tăng đi. Tính vì nó sẽ liên tục năm trong năm 20 năm. Đây cũng không phải 20 năm qua đâu mà chúng ta là trong 20 năm tới đúng không? Trong 20 năm 25 năm sau 20 nhân quê thì chúng ta sẽ làm sao đây? Đấy, kế sốc trường ca hè thó đúng không? Cho nên là đến năm 20 này chúng ta dự tính là sẽ đạt được đến Đến 810 10 man khá ừ. quê thổ than hai còn Rồi sử đông dễ sang rồi sang đến ta. à, tại tương lai đúng không? Đấy thì chúng thấy là sau 20 năm nó sẽ liên tục tăng đúng không? Từ sau 20 năm tính là từ sau 20 năm, sau 20 Nhưng năm mà nếu mà thầy viết bên trên là 2020 thì bên dưới phải là 25 niên sau Ồ, nếu tính thì là 545. thế thì tính tính là hai ở sau 25 đúng không? Thời đó trên nếu mà ở cái này nó không có miêng ấy thì mình cứ cho miêng, mình mà chấm Hoặc miêng hoặc thì làm ra sao? từ ihu Cả kìa, khu. ihu là từ sau đó đúng không? Từ sau đó là chúng ta tính ra dự tính là liên tục tăng cho đến năm 2045 là sẽ đạt được này. Cái gì cơ, vừa nói cái gì ạ? Ý là ý em là người ấy. Đơn vị ạ? Đơn Đơn vị vị đây đây, đơn vị đây đơn vị đây, là cả khu đấy thảo khu đây đây, đơn vị đây à, đây, thế đó à, đây thần quy đây đúng không? Rồi có nghĩa là cái gì đây, cái số người một người mà đã được này này năm này đúng không, thì tự dự tính là từ sau đó nó sẽ liên tục tăng và gì và rồi đến năm này nó sẽ dự đạt được đến mức này đúng không? Cái này rất là hay, rất hợp lý nhá, chặt chẽ. Rồi sau đến nguyên nhân Irohan rồi một quần in in thảo đi ra khu hàng chừng đúng cá nguồn in nữ đố. Đó, với nguyên nhân tăng trưởng tăng này thì làm gì đây? ý hôn e À, vô vô thì thân hôn nê bồ phion hoa này và sự né tránh cái hôn kia à, có hai cái đúng không? à cô Hai cái này thì nó cũng gì, hai cái này cũng trở thành nguyên nhân tăng ra kia đi đúng không? hoa thủ viên hoa ham có cổ biến Nếu mà chúng ta phải phải tách ra nhé, Ioni này, Phố Kion này, Hoa Thủy Cô này, cũng là cái sự ly hôn nó sẽ được phổ biến hóa này, và Cho Nhon này, từ đệ không từ đi này, từ đi này, Kiều Đôn lên này, Kỳ Phi đúng không, Ha nên còn đúng không, cái việc nhé, việc ly hôn bị phổ biến hóa này và thanh thiếu niên tránh né tránh cái việc kết hôn này thì là sẽ trở thành cái nguyên nhân của in in này khảo cú chừng cá ế quần ini thế thế và tô han đúng không? Hơn nữa đúng không, hơn nữa thì cái việc gì cổ đeo Long hoa e tả lên núi đồ in thế nào, học sinh gia cá đình tục học xin sinh cú, có nghĩa là à. cái gia khẩu gì gia khẩu độc thân già đúng không, ý là người già độc thân đấy đúng không, những cái gia đình mà có người già độc thân do là bị già hóa này thì nó cũng thì cũng làm sao đây cũng ảnh Được. cũng làm ảnh hưởng đến việc là tăng cái kia đúng không,
Yên khảo yên phú khảo thường phú kha ế ở thân dọn răng dọn răng hơn chúa chúa đã được không? Đó rất là hay nhá. Đấy, thầy viết cái nó khác hẳn. Tiếp còn về cái hỗ trợ gia đình này nữa à, vậy là với cái nguyên nhân tăng với cái nguyên nhân như thế này nên là nó có những cái hỗ trợ à? Để giải quyết cái nguyên nhân này cần cái này với nguyên nhân như thế này cho nên là họ đã có những cái hỗ trợ gia đình dành cho những cái hỗ trợ dành cho gia đình một người đúng không? Như là thế này thế này thế kia đúng không? Cũng được không? Thì đo hàn nguồn nín thủy đô với nguyên nhân như thế này thì họ đã có những cái hỗ trợ gia đình một người như là liệt kê thôi à, yên khảo cu này thì muốn xem tho bắc giang này phẩy này lòng xin còn gan đang tam so bí sư hoắc te này phẩy này dề son thì yên khảo cu khó chú chi óc lưu chắc quản lý tương và xin đi yên và phụ chỉ huấn nơi nè thế si đi thế si hai ớt tạng được, họ đã đưa ra những cái hỗ trợ đưa ra sự này. Đấy, họ đã đưa ra đúng không? Họ đưa ra một vài nhiều cái hỗ trợ, một vài hỗ trợ dành cho gia đình một người như là đấy, cái này, cái kia thế là được. Đấy. Nếu mà mọi người biết cách liệt kê như của thầy cũng rất là ok nhá. Một người tham khảo nhé. Rồi, đó. Đó là lớp đang nghỉ sớm nhé. Vài người học là tinh thần đi xuống nghe. Mọi người về, mọi người làm với thầy cái phần dưới này trước nhé. Thầy sẽ chỉ định luôn nhé. Chỉ định này. Sau rồi mọi người làm diệp này. Buổi sau mọi người về nhà làm nhé. Sau buổi sau thầy cứ thế là gọi đến tên An là mọi người phải làm luôn nhé. Cho đỡ mất thời gian. Diệp này. Bài, cái trang này này, thầy đánh đây luôn nhá. Sau rồi thì Yến này. Đó. Tiếp này. Hồng này. Đó. Nga này. Đánh hết tên rồi đây. Bích Phương này. Nga này. Ai nữa đây? Đánh hết số ở đây. Thủy này. Không này. Tung này. Ui. Đó. Để mọi người làm cái này nhé. Cứ tên của anh, của ai có tên ở trang nào thì làm trang đấy. Thầy sẽ gửi lại trang cái file lên trên đó. Còn thiếu ai nữa không? Phong này. Thủy này. Giang này. Bích Phương này.
À, không yến này. Việt này đấy nhá, mọi người về mọi người làm những thầy, xong buổi sau thầy cứ gọi ai thì ai là đọc lên cho là nhanh nhá. Sau rồi thầy xem tư duy mọi người như nào, mọi người lười lắm, không chỉ tự tận tên ra là không ai thèm làm. Rồi ok nhá. Rồi. Request